Chào các bạn, mình là Thuần. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe Kia Sedona phiên bản máy dầu bản chuẩn phiên bản 2020 nha. Đây chiếc xe bản tiêu chuẩn, giá hiện tại của nó là 1 tỷ 099 triệu nha. Trong tháng này mình sẽ được giảm 40 triệu. Thì so với bản full thì nó sẽ chênh nhau là khoảng 140 triệu nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng tìm hiểu nó so với bản chuẩn nó khác nhau những cái gì hả? Và bản full thì nó khác nhau gì ha? Tại sao nó lại chênh lệch với nhau tới 140 triệu luôn? Thế thì mình tính được khoảng 140 triệu luôn ạ. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cũng khám phá ha. Đây là một cụm đèn. Nó sẽ trang bị đèn halogen projector nha. Đây là cụm đèn projector. Ở đây. So với bản full thì nó sẽ được trang bị đèn LED luôn. Bản full thì nó sẽ trang bị đèn full LED. Ở đây nó sẽ có đèn giải, đèn LED ban ngày đấy nha các bạn. Đó. Ở dưới đây nó sẽ cùng 4 đèn LED. Đây là 4 đèn LED dạng để đèn LED sương mù nha các bạn. Xung quanh nó sẽ có cái màn chrome xung quanh. Đó, phía trước này chúng ta sẽ thấy nó sẽ có 4 cắm yên trước nha, đầy đủ hết luôn. Nó sẽ có 4 cắm yên trước đầy đủ hết luôn. Phía trung tâm này nó sẽ có đèn cửa màn chrome xung quanh và cái lưới tản nhiệt mùi hổ đặc trưng đó. Thì so với bản full thì về mặt ngoài thất thì nó cơ bản là giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái đèn của bạn ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ khám phá khoang động cơ nó nhé các bạn. Đó, chúng ta cùng tham quan khoang động cơ nha. So với bản full á thì nó vẫn xài máy động cơ 2.2 turbo nha, công suất là 197 mã lực và hộp số tự động 8 cấp. Đó thì nó không có gì khác nhau hết so với bản full và bản chuẩn. Các bạn thấy không? Đây là trung tâm trái tim của chiếc xe là khoang động cơ máy dầu 1.2. Thì đây nó sẽ có nước rửa kiếng này, rất là mát. Đó. Bên này chỗ này là chỗ lọc không khí. Đó, như thấy ha, khoang cùng động cơ nó thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Rồi chúng ta cùng khám phá phần thân xe nhé các bạn. So với phần phiên bản bán full thì bán chuẩn thì nó hoàn toàn giống nhau ha. Thì chúng ta thấy nó sẽ vẫn được trang bị kích thước mâm 18mm đa chấu đó. Và trang bị lốp Continental nha các bạn. Đó, thông số lốp của nó là 235/60R18. Đó. Thế này nó sẽ có được trang bị gương chiếu hậu chính điện gập điện nha. Sau khi bạn full á thì cái gương chiếu hậu này nó sẽ tích hợp là có cảnh báo đêm mù trên này luôn, thì bản chuẩn mình sẽ không có nha. Đó. Thì nó sẽ có viền mạ chrome chạy xung quanh từ đầu xe tới cuối xe như bản full luôn nha các bạn. Tay nắm cửa nó sẽ có các nút bấm để mình mở cửa và khóa cửa dễ dàng hơn. Đó. Và nó cũng được trang bị ghế trượt bằng điện luôn. Đó. Rồi về thân xe phía đằng sau. Đó. Thì nếu nhìn qua thì chúng ta sẽ khó phân biệt được giữa bản full và bản chuẩn ha. Nó vẫn cũng được trang bị cùng đèn hầu dạng LED đó, đa chấu, và nó sẽ tích hợp đèn phanh trên cao và có anten vây cá và có rửa đèn. Cái này là dùng để rửa kiếng. Ta sẽ có camera lùi và 4 cảm biến lùi luôn. Thì so với bản full thì chúng ta ở đây bên này nó sẽ có chữ CRDI Luxury nhé, còn đây là chữ Deluxe là bản tiêu chuẩn. Đó. So với bản full thì là cốp này mình chỉnh cơ nha, mình vẫn chưa được chỉnh điện, còn bản full mình sẽ được trang bị cốp điện luôn. Đó, cái option này thì nó rơi khoảng gần 20 triệu nha các bạn. Cốt nó thì cực kỳ rộng luôn. Đó, soi bạn.
xung quanh này chúng ta sẽ có chỗ để bộ đồ nghề theo xe ha, còn thế cực kỳ tiện lợi luôn. Bên này chúng ta cũng sẽ có một cổng sạc 12V đó, khi chúng ta gập hết hai hàng ghế thì cái chỗ này để mình để sạc điện thoại cũng rất là tiện lợi luôn. Ở đây sẽ là đèn pin nha các bạn, đèn pin trong trường hợp mình cần tìm đồ ha. Thì chúng ta cũng khám phá thì chúng ta biết thì mâm đốt dự phòng nó sẽ nằm ở dưới này nha các bạn. Đó, vì kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với mâm chúng ta. Đó, mốt nó từ phòng nó sẽ nằm ở dưới này. Rồi chúng ta đi vào phần nội thất nhé các bạn. Đầu tiên chiếc này nó vẫn được trang bị ghế chính điện 10 hướng nhé các bạn. Đây đó, trên cánh cửa của người lái nó sẽ được trang bị cửa ốp da, và những cái này nó sẽ được trang bị ốp gỗ luôn nhé các bạn. Và bộ cái cửa nó sẽ được trang bị auto, toàn bộ là tự động hết, có các nút như là mở cửa, khóa cửa, lóc cửa hai hàng ghế sau đó, và tay nắm cửa mà cho rôm nha. So với bản chuẩn, so với bản full option thì bản này mình sẽ không có nhiều ghế nha. Nó sẽ không có nhiều ghế. Vô lăng nó sẽ được bọc da. Vô lăng nó sẽ được bọc da. Và nó sẽ có tích hợp các nút bấm nha, nghe gọi điện thoại, điều khiển bằng giọng nói. Bên này nó sẽ có các nút cruise control đầy đủ hết và nó có đèn tự động. Phía bên trái mình sẽ là đồng hồ tốc độ vòng tua nha. Ở đây sẽ là đồng hồ nên lóc. Phía bên này là bó tốc độ. Đó, đây, đây có các thông tin đầy đủ hết. So với bản full thì nó bản này mình sẽ được trang bị điều hòa chính cơ nha, chứ trang bị điều hòa tự động, và sẽ không có sạc không dây, mình sẽ có cái nút USB AUX để đủ hết luôn. Và nó sẽ không có gương chiếu hậu chống chói và cũng không có cửa số trời nha các bạn. Bản này mình sẽ không có cửa số trời nha. Đó, và ghế phụ sẽ là chính điện. Ghế phụ sẽ được mình chỉnh cơ nha, vẫn chưa được chỉnh điện. Ở đây chúng ta sẽ có các nút bấm như là điều chỉnh gió, điều chỉnh nhiệt độ, sẽ kiến trước, sẽ kiến sau, bật điều hòa là gió trong là gió ngoài nha. Đó, cái số này mình sẽ được bọc da. Đây nó sẽ có các quyền chức năng như chế độ eco, tắt bật cảm biến này. Rồi là đây là nút sấy ghế, đây là sấy vô lăng. So với bản full thì mình sẽ không được trang bị phanh tay điện tử nha. Phanh tay nó sẽ nằm phía bên chân này nhé các bạn phải đạp đây đó. Mình cũng qua hàng ghế thứ hai. Đó, đây là không gian của nội thất của chiếc xe Kia Sonata nhé các bạn. Đây là chỗ để đồ, nó sẽ được bọc da luôn, nó cùng màu với thân xe luôn đó. Phía học để đồ này chúng ta sẽ có cống sạc nhanh và sạc 12V luôn, cực kỳ tiện lợi đó. Cái chỗ để đồ này nó cực kỳ rộng nhé, ở đây mình có thể tháo này ra đây các bạn thấy không. Sau này chúng ta sẽ có
chỗ để nước thôi. Phía sau này nó cũng có một cống sạc luôn. Hàng ghế này thì nó cực kỳ rộng rồi. Không gian hàng ghế thứ hai. Về điều hòa cho hàng ghế thứ phía đằng sau chúng ta sẽ có các nút bấm. Đây là nút để tăng giảm quạt ha. Đây là hướng gió. Cái này là điều chỉnh nhiệt độ. Trên này chúng ta sẽ có các hộc điều hòa. Phía đằng sau này mình cũng có luôn nha. Cho hàng người hàng ghế thứ hai. Và đầy đủ hết luôn. Và nó cũng sẽ được trang bị rèm che nắng nha. Đầy đủ hết nha các bạn. À, đầy đủ hết rèm che nắng. Phía đằng sau cũng có. Đó, đây không gian hàng ghế thứ ba. Thì chỗ này chúng ta sẽ có chỗ để ly nước cực kỳ nhiều, ô chứa đồ luôn. Ở đây. Đối với những đây chiếc xe chứa là phù hợp với những khách hàng mà mua xe để kinh doanh. Đó, mình có thể chở xe đường dài để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu ha. So với mức đầu tư ban đầu thì so với bán full thì chiếc này nó sẽ rẻ hơn là khoảng 140 triệu nha các bạn. Đó, nhưng nó bù lại thì nó sẽ thiếu một số chức năng như là cốp này, cốp điện tử, phanh tay điện tử, rồi nhớ ghế, cảnh báo điểm mù, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói, đèn pha led, gửi phù chỉnh điện. Đó, con này nó chỉ trang bị 2 túi khí nha các bạn. Thì so với bán full thì nó sẽ trang bị 6 túi khí. Còn về hệ thống an toàn nó vẫn có đầy đủ nha, các hệ thống phanh khẩn cấp ABS, rồi phân phối lực phanh EBD, rồi cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh khẩn cấp. Có đầy đủ luôn các bạn. Thì về chương trình khuyến mãi thì mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạn luôn. Đó. Và mình cùng các bạn đã khám phá xong chiếc xe Kia Sorena phiên bản máy dầu bản tiêu chuẩn nha. Thì so với bản full thì nó khác nhau cái gì? Đó, thì nó cũng tương đối là đầy đủ nha các bạn. Đó. Mình đi vòng một chiếc xe này luôn nha. Cái thân phó của chiếc xe này nó cực kỳ cứng cáp luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Mình là Thuận Kia Bình Triệu, số điện thoại của mình là 0962 385818 nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.